Vô rồi anh em ơi, chào bạn nha. Nó chấm luôn hả? Đây anh em mình à. Đây hôm nay ăn con hú ké của Hậu. Trời ơi trời nó dai. Đây các bạn, chào mừng anh em đến với video tiếp theo nha. Hiện tại là mình đang có mặt tại Đồng Tháp 10 các bạn. Đang ở tiệm của Hậu. Và người cầm camera cho các bạn là Pha nha. Hôm nay mình sẽ có mặt tại nhà của Pha. Cho Pha. Cho Pha dẫn đi săn các bạn. Thì giờ tới nay Hậu đã hạ được con tô hú này, tô hú bông. Hạ được hai con nhưng mà lụm được con, vừa nướng xong nữa các bạn. Đây, ăn thử con tô hú bên đó mình nó có ngon nha các bạn. Con này già. Già. Ừ, dài già. Thế nào có mùi khác khác gì không nè? Con này mùi cùng là nó có tố thì cái con nào như thế nó có mùi nó thơm. Đây cái này là nướng thì chín tới á, nó cho ngọt ghê luôn. Nó còn da nhiễm mỡ ăn nó mới dữ. Ăn sáng với hai đùi tố hú. Chín mấy giờ sáng nữa. Chung là hiện tại là cái thời tiết áp thấp nhiệt đới các bạn, mong rằng hôm nay nhưng mà dưới ngày mai sẽ không có mưa bão cho anh em đi săn một chiếc săn thuận lợi nha. Có leo luôn kìa. Có. Ăn qua. Ăn đi. Mở không? Con này gì là chưa mập hả? Chưa mập. Chưa. Mập là gọi là mỡ nó tràn ra luôn. Từ từ mập luôn, tới cần cỏ rồi nó có mỡ luôn. Trên gà này đủ mọi mập vậy. Sau này là nó chỉ mập thịt thôi. Chú ơi. Chú đây nè, chú đây nè. Chú ơi. Trời ơi, trời nó dai mà nó nóng ơi. Trời ơi. Quá đã. Nè, ức nem ăn đi. Đây thử cái này các bạn. Mình ăn cái bẹ. Lên khối cùng cùng. Chú Ba thử cái đó chú Ba. Thơm cái gì vậy? Thơm không? Chú Ba muốn ăn bẹ là chú Ba ăn thịt. Trời ơi, miếng mà thơm. Không, con này nóng thơm rồi đó. Con này chưa thơm đâu. Thơm là đứng ở ngoài là nghe mùi rồi đó. Đủ vậy hả? Ăn thịt cũng đã, ăn ngọt. Bữa mình xuống dưới bắn đầu con 9 con hết rồi. 9 con. 9 con ăn có hết đâu, còn lâu còn 2-3 con gì để trong dĩa hoài. Không ai ăn cho nó đỏ gì gần con hết trơn nha. Bữa nào ăn dư sáng này con này là dư đậm luôn á. Đúng rồi. Đẹp. Một con nó cực kỳ no luôn nha. Ừ. Nó ngọt vậy á. No rồi dư đậm luôn. Bắn đèn, bắn đi đèn. Con này đâu có ăn đâu. Cao rồi ba quay ngắm thả người đẹp nữa. Rồi. Tôm bi luôn. Đừng dưới rồi. Rồi. Rồi xuống đó như là xong rồi đấy. Đây đây thẳng rồi. Đồ. Chỗ này đó Long hả con cò này nhá. Vô bơi cũng khùng luôn. Kìa. Quá đây. Đó. Quá đây. Rồi nó không chạy. Cú xanh thơm. Cú xanh. Rõ ràng luôn rồi, chạy nó dồn ra chạy. Đâu có bài đi xa nó vô trong. Kế bên á. Nó lủi vô đó luôn rồi. Rồi sao? Lượm được không? Thấy cái còn lắm. Luôn mà giờ không ra nó chạy. Nó có thôi. Tại bên này mình đang tới nhà của Khoa nha các bạn. Con bẹp còn nữa nè, đây nè chú ăn. Trời ơi, ốc ăn nhiều đó hả? Ông kêu nó kêu rồi Khoa.
Trời ơi, ăn cái vỏ. Con này lâu năm dữ lắm luôn rồi. Hình như là lúc qua qua là 2 năm hay 3 năm rồi đúng không Khoa? Tới giờ. Vậy hả? 12 đi cái vụ. Điều này năm số 5 rồi các bạn. Trời ơi, con mắt đỏ ngầu luôn nè. Ừ. Này con máy thằng chóng. Con biết đâu. Rồi. Không phải hả? Nuôi mấy cu ly rồi. Nuôi mấy năm mà không biết con máy chóng luôn hả? Tùng chứ còn mình chóng. Đây, hôm nay đã sẽ dẫn các bạn em đi câu cá nha. Hiện tại đây cá khá là nhiều các bạn. Có con nào khoảng 10 kg không Phan? 4 con 10 kg. Còn ừ, con 2 kg là 2 kg con một lụm rồi. Cá 2 3 kg là bự rồi cho nó nhỏ thôi. Vậy là câu đi đừng có khoan hả kéo, câu đi câu bây giờ mới hấp dẫn. Vô chứ. Mồi bự luôn á, đừng móc con mồi nhỏ, mồi nhỏ dính cái con nhỏ. Ốc mồi vàng đi. Kiếm móc mồi vàng. Vàng đó là cấm là lụm. Đây, có cây câu không? Đi trồng lấy hai lần rồi lên cây cậu đâu coi chuối lấy xìm không cây lua chắc câu được chứ vậy à, lấy cái nhỏ mà pha. Lấy từng câu lua lua thử dính pha coi chuối lấy xìm không pha cá sắt vô chơi nguyên ơi thôi bây giờ chứ pha đi bắt cái cây ngang pha ngồi xuống tụm tụm nó lú đầu cái tao bắn hai lại đóng cái bé bự này nè móc hai cậu rồi là bự rồi con này là lắm rồi ba con xong ốc này muốn nướng ăn được luôn rồi con này câu rồi đây rồi đó đây câu được 4 con được rồi em ơi lưỡi câu này vô con cá bây giờ kinh phong rồi. Ăn vô đi. Ra đây mình gần nhà nè. Trời ơi cái gì mà dãy bự dữ cái cốc hay gì ta? Ê có cá tài tượng nữa nha. Câu được gì đem đâu. Nè anh em coi mình giật con cá cho anh em coi. Nó ăn rồi đó. Từ từ. Ơi, đùa đi. Rồi cá cốc cá dồ nhỏ quá hả anh em thấy câu dễ không anh em nhỏ hả nhỏ thả lại đi thôi câu đi để lại đi nè cho có nhớt rồi hả lấy tùng đi giờ đi ra anh thả qua chung với mấy cái này khó ăn hết nó khoan từ từ đúa trời ơi trên mặt như lục hết rồi trời tôi nói lâu lại quá vậy sao chừng mấy con ấy cám cái gì mà cám gì đó nè ơi nó nữa đó đợi từ từ đúa giật trời ơi trời giật cái trước chín rồi nó buông rồi đó nó cáu già nó buông rồi đó giật sao chín chứ bỏ chứ mà chào nó về thấy chém chém rồi đó ồ dính cáo sao lại mới đủ tại mấy con cá giò chà má sao thả lại đầu kia để đi động rồi đây đổ tài anh em ơi con lọc đầu mình câu với anh con nè kéo hả làm gì kéo không đùa là ê quá bự đó đìa chấm là cá cụ mà ăn đìa một còn giờ gom nhiều thứ rồi. Ồ con này tệ con rồi. Ừ, nhỏ hơn. Lưới này bén quá đâu cần. Con cá giò bự là chú ba kéo nó chắc. Lôi chú ba ngược. Lôi chú ba ngược chắc. Để con đi chết. Cái gì? Ủa đó nha anh em. Lưới cái gì nó lại đứng. Đùa. Đây. Đùa. Đây, ai đỡ rồi con lấy à. Câu quá dữ luôn. Giật gãy luôn. Vậy câu. Trời ơi câu này bằng con nhiều. Chứ mà ông tạo hiệu ứng cho nó cộng trời. Tưởng con cá bự dữ giật gãy câu trời. Ôi bằng con mình á hả? Lên giả rồi. Sao làm dữ vậy? Gọi dột mọi. Đó, giọt ra hả? Dạ là nhìn lưới ra.
nắm cái gì nhá, nắm gì sát vô. Đó, có rồi đó. Nhóc có trời hủi có con cá nó rộng kìa, cá nó đó rộng kìa. Đó, cá bự đó. Ai kìa bắt con này nó quay. Ờ, cá bự đó. Bắt con nào dở thì đừng dở quá. Ê, cái lưới lủng nè. Gì? Lưới lủng. Đâu? Đây nè. Cầm cầm em, cầm em. Bắt con này nè. Đếm. Vừa đếm. Ghe ghe quăng bờ gần cá. Đây nè chú à. Rồi. Ồ, cái đó ngon luôn mày. Ngon luôn đó. Alo. Đây. Quá bự. Do nó là dao nước giặt hay là chai bé. Ừ, đếm bắt đầu cùng đúng à. Con này một phù lù cho ba. Rồi đây anh em ơi. Sau nửa tiếng thì bữa nay mình kéo được một con cá vô đếm nha các bạn. Nó cái đặc điểm đó tại là có cái đếm đây đây nè. Nó như là nó cục nha. Con này mập. Ừ. Nó mập dữ lắm các bạn. Vậy ném hầm vậy là ngon rồi. Các bạn 2 kg mấy 3 kg á. Đó đó. Cái 2 kg 6 hay 7 á. Ừ. Ở ngoài sông này bụng lồng nóc mà. Không không? Cái đầu nó cự ha. Rồi hello người anh em luôn nha. Hậu gì vậy? Ốp. Rồi. Mấy ký gì vậy? Này chắc 5 ký quá. Đã vậy? Con chuối luôn nè các bạn. Chuối luôn, nướng luôn hả vậy? Nướng luôn. À, chút xíu mình món này mình nướng đi, nướng mướt. Ha. À, ok. Ok. Nãy mới nhận ra không? Lộn cái trang ra. Quéo nha các bạn. Quéo. Đây mấy anh em mình tại là 6-7 anh em mà không có ai biết bằng cá hết. Trời có mình đang quéo mà quéo mới tới sao nha các bạn. Nhờ mẹ của Khoa làm giùm con cá gì đếm các bạn ơi. Con má tốt ghê chứ ba. Tốt. Nó mẹ bành bành. Này vô này hết cái đập này hết làm già này có ra non rồi coi nha. Này này có rau gâm nữa các bạn. Rau gâm con má nha. Đó, hôm nay con cá vô đếm mấy nay mình làm món kho lạ nha các bạn. Trời ơi mấy cái nó bự rồi. Rồi. Trời ơi, coi nè. Coi coi có bể ống nước không nha. Chưa sao, chưa sao. Bể ống nước nhà ống xịn. Chứ thấy dân mình nổi tà lửa chừng đó. Ghen nhà đây, giữa cái quay. Rồi. Trời ơi, nó văng. Anh cũng mới đớp rồi. Cay luôn. Đây anh em ơi, ớt thì đảm ớp mua ớt nha. Đó. Cái này mình làm bằng sạch ruột nha các bạn, để là bộ tử, rồi mình nướng nguyên con nha. Ớt nè. Này ăn vô là chỉ cảm luôn nè anh em ơi. Ăn vô là thân bảo này ăn vô là ấm bụng liền. Lại ngang là thấy liền đó mà để cái nhánh nó luôn đó mà lại vòng hoài không ra nó luôn. Hay thiệt. Rồi, đây chú nhà hôm nay đẩy mình một xe rùa bia nha các bạn. À uống khoảng 4 xe này mà mấy nay mình nghỉ rồi các bạn ơi. À, một xe này mấy thùng pha 3 thùng rưỡi hả?
ba thùng mấy rồi, bốn thùng nha các bạn. Đây, nói chung là hiện tại là đồ ăn mình đã chuẩn bị xong xuôi các bạn. Hôm nay mình có mấy món nè. Đây là cá dừa đẻm mình kho lạc nha. Bạn. Và món ếch nhúng mẻ đó các bạn. Ngồi trên hết lọc. Ăn cùng với ngò gai nè. Rau cần với rau rau thơm các bạn. Còn đây là mấy cái rau sống hiện tại hôm nãy mình bẻ ngoài vườn nè các bạn. Có rau gâm nè, rau má nè. Ăn cùng với cà chua, dưa leo, cải. Và món bắp chuối sáp nha các bạn. Đây. Đây và món và cái dĩa nướng của mấy anh em mình ha. Tôi chấm thần thánh cho chú Ba làm nữa các bạn ơi. Mình đâm chú Ba đây ở đây nếm nha. Vừa ăn với chú Ba. Theo con là con thấy nó ok đó. Còn ai ngọt thì để đường thêm. Ngọt quá ngon. Vừa chua không mặn nó ngọt rồi. Bỏ vô đó hả? Xanh đây. Em chi bánh chìm qua bên kia đi cưng. Anh trai. Em khỏe chân lụm cái giá luôn. Con đỏ thôi. Vì vậy uống xanh quất lon cái đó thôi. Rồi chú Ba lon đó luôn đi hả? Gì á? Chú Ba thích màu đỏ. Rồi đỏ không luôn. Mày uống gì? Tao uống, tao nhậu được. Chọn. Mình cái bên đó. Mình đi nào mình. Lấy cái nào luôn đó luôn nha, không có quyền đổi nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Không. Thằng chị em giới rồi đó. Ba chồng với bốn đỏ đó. Cô đi bộ. Đồ này nó phê phê à. Cái đầu nó cũng có. Bây giờ tôi bắt nhịp ca, chúc mừng sinh nhật cho ông Phái nha. 2 3 vô. Happy birthday chú vô. Mới vừa khen đứa ta luôn cái gì. Vô 2 3 vô. À bên kia bé đang bé đang ngủ cho nên la kim tốn tí xíu nha các bạn. Quá trời khách rồi. Biến. Khu kia nó biến. Bây giờ về đây bây giờ không còn nước chấm nữa. Nãy nhớ bắt con ta. À, còn lửa đây nè. Chắc là hồi nãy con ủa cá mình không có nước luôn hả? Hả? Hết nước hết giờ. Quá rượu luôn cá luôn, cá giờ đếm. Già quá vậy. Mời mấy anh em luôn nghe ha. Đây giờ đếm nè. Ăn lép. Béo. Hết nước rồi, uống quá uống rồi. Ừ. Để lâu quá hả? Để quên. Lấy bia đổ vô này làm nước chấm chú ạ. Lấy cái giá luôn Phai. Phai ơi. Ếch nó mẻ nha bạn. Món này có quéo nấu. Ai nấu? Quéo. Nghe rung tay trời. Này nè, để quéo á. Quéo gì á. 2, 3, vô. Thử chờ để biết là lớn lớn rồi. Mặt rồi. Giờ lớp tay nó không xuống vô nữa đó. Tiền đâu vô lon tiền? Tiền hỏi cái sạc ngang vậy? Hai lon. À, tôi có lon ngữ à. Nói thùng, hai lon bự á. Cái đó để dịch ăn cơm. Rồi hai cái đắng. Rồi trong nhà chim bữa này hiếm nha. Chim bữa này mình có ba chào chảo với con cu vàng à. Chim cu vàng rồi đây. Ăn ngồi nó dài vậy. Nãy giờ ngồi nhìn không đâu dám ăn, có bốn con. Thôi ăn đi thầy mà. Đi. Cái sáng lục tủ lạnh đem qua rồi. Lục tủ lạnh còn bốn con mà đó. Đừng làm dễ kỳ. Ngại chứ. Đâu không nhớ gì luôn. Bệnh. Cái trăm nó chín chưa trời. Gì? Đây cái ruột đó ăn đồ... không có được á. Bỏ ruột đi. Sao mà không... Đúng rồi, đáng mổ luôn trời. Bớt lửa lại. Xưa giờ mình chỉ ăn mấy con cá cha nè, cá dồ thường thôi nha. Nhưng hôm nay lần đầu tiên cá dồ đẹp. Nửa ra đây, nửa ra đây. Nửa hả? Được rồi á. Cái gì nó dai các bạn, đẹp dài. Đúng. Cơm ai nhỏ loại. Sáng ngày chủ ăn gì đi. Tính chờ chủ ăn sáng. Tao không sáng chủ ăn. Được chứ, tôi hú luôn. Rồi mình sáng sớm ra ha, nện cho ba chiếc xe ăn lượt. Ngồi sữa gắm đầu luôn. Xong rồi cục mỡ. Sớm rồi chảnh rồi. Vậy chứ hả? Cái da nó ngon lắm á. Da vậy. Ờ đâu cái da. Cái hậu á. Bắn rồi. Cá rồi. Cái da không bắn rồi đó. Cá đâu. Hai con gì? Cá giỏi à. Gì đây á? Cái da đó các bạn. Cá này á. Gì hả? Ôi trời, hai con cá chê hồng hay gì bự quá.
con đĩa, con hồng hay là con cá dạ, hãy dọn bằng dạ, dạ, cho mẹ con nút con hết xuống con nắm gị ngược cái lại. Sao ăn cơm im dữ ta? Chín vô bồ. Chín rồi. Xào trước rồi mà. Nằm chấm gì? Có mẹ chấm mắm. Chấm muối ớt cũng được, mà chấm đó cũng được. Chấm đó đi. Mà lâu thì chết rồi. Đưa đồ mà. Thử miếng nước đi. Nước chua lắm á. Mượn cái giá được không? Được. Nếm thử đi. Con mẹ tới chùa. Thiếu chua vô ơi. Thì em thấy nêm chua mà. Nó già vậy. Thiếu chua. Thiếu chua nặng chanh. Nó có mẻ mà nặng chanh hả? Không. Chung nó cũng chua nhưng mà nó hơi bị vị đường nó nhiều. Nó có thấy nó bằng quá hơi lớn. Hôm qua ban đầu có cha đó, giờ ban đầu có nó. Đúng rồi, nhìn nó đóng cho nhìn trẻ hơn. Giờ ban đầu có cha, mà chết cha luôn, nó chơi cha chạy luôn. Vô. 2, 3, vô. Cái cái gầu cần với lò ga này mình nhúng vô thì sao? Thử cái bọt nhét giùm lá lá thảy vô cái quéo xà quá. Cần cái lò ga gì? Cần có lò ga nữa kìa nè. Không đúng gầu cần á. Cần ăn nó không? Cần á chứ lò ga cái gì này? Cần gì đó? 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 Cần có rồi. Giờ chúng tôi vô hay rồi, kéo lên cái đít, kéo lên đít. Không biết nó làm sao mà nó dở cái nắp lên cái bọc nó xé không vậy, cái đi nguyên vòng vậy. Cái này cũng mát luôn. Rồi, đang ho luôn các bạn. Biến rồi. Cái này chị gì chảy máu cam luôn. Đúng bạn. Chị ho luôn. Rồi này uống vô ăn này vô ca được nữa nè. Không cần này nhúng cái mẻ ăn nghiêm quá ta. Dạ. Ăn nghiêm chứ. Chị. Im. Nhúng vô ăn liền á, ngon. Thì ăn nghiêm mới hái nhiều đó. Ở đó cũng có ở đâu cũng ăn vậy. Tại đó già trờn với ai nói dữ gì mà ăn. Và nữa ba làm miếng cái mẻ này im lắm. Còn cái đồ em. Còn cái đồ. Cũng như này. Thôi, chút ra lấy mớ rồi ôm ra luôn nha. Ê, mày có được hết luôn nha mấy anh em. Trời ơi, trời lên khốn luôn ngút. Có đây nè. Có đâu? Nè, có đây. Thấy chậm không thưa. Bởi ngóng. Sao sao chứ bạn? Ngon. Có dầm chưa? Tiền ngang biết của cô này ai bắn không? Không. Tôi bắn á. Dừng ly cái coi. Sách cung từ An Giang đến đây. Có con mà không á. Từ An Giang mà xuống có con một cái gì hả? Không đụng hàng. Không có ở bên đảo làm 3 lít rồi có lúc còn chạy xuống chim đó đó, chim hạ hai này khỏe luôn, ai rồi giờ hạ chim hạ không nổi. Trời ơi, tại không lẽ mình thôi bỏ đi. Nhậm mình ăn đi mày, ăn bình thường đi. Mà con nhận ngay nó thơm ha. Đấy, nhúng lại đi. Trời ơi, không có quay. Rau thơm ngon. Béo là không, béo là món này em á. Thì mà quá thằng chi cái dáng này nữ ăn nổi. Cay. Rất dài, chung làm cho chi đi. Nghe là một lon. Tôi việc nó là lắm rồi. Cái nói chút con ra tới mà lon thôi hả? Trời ơi, đi đi nè 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 thấy mới này ơi ơi nè cái đồng mới kìa rồi mấy cái lon này nó dày cái miệng lắm ở gần rồi xì khó gắn lắm nó xì thôi nhắc đó nhắc đó không đẹp quá cái miệng nó gì cui à vô vô tiền ơi vô thôi gửi lon này lại đi. Ừ, đây mình xin nó máy để kêu hồi lô bu em hả? Em mà con gì? Em anh anh phải. Đám này về cắt cái này bây giờ. Trời. Hai lần nữa là đi bớt đi bớt như có mà bữa nào đi trước có đó đúng rồi hai vô bình lĩnh nhưng mà bây giờ đúng rồi đỏ sổ gì hai lần miếng cần nữa bộ nè có